Năm nay, lũ về sớm, nhiều làng nghề truyền thống chuyên sản xuất các loại phương tiện dụng cụ phục vụ mùa nước nổi, nhộn nhịp trở lại. Hàng hóa tiêu thụ mạnh không chỉ góp phần mang lại nguồn thu nhập cho người dân, mà còn duy trì những làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi, gắn liền với văn hóa vùng sông nước Cửu Long. Khung cảnh trầm lắng này của làng nghề đóng ghe xuồng Long Hậu ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp được ghi nhận trong thời điểm một năm trước khi lũ không về với đồng bằng sông Cửu Long. Còn đây là làng nghề đóng ghe xuồng Long Hậu trong những ngày đầu tháng 8 năm 2017 này, nhộn nhịp và có sức sống hẳn. Từ chỗ chỉ có khoảng 30 hộ duy trì sản xuất, năm nay số hộ đóng ghe xuồng để bán tăng nhiều. Mới chỉ đầu mùa nước, nhưng lượng xuồng bán ra tại Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016. Cái sản phẩm này rất cần thiết trong mùa nước nổi. Tranh thủ càng nhiều để đảm bảo cho cái lượng khách hàng đang mình tung hàng ra trong mùa nước nổi này cho nó kịp. Từ tháng 5 âm lịch, cơ sở này đã gọi thợ bắt đầu tập trung sản xuất. Tính đến thời điểm hiện tại, đã bán được 300 chiếc xuồng, thu nhập cũng tăng gấp đôi. Dân làng nghề cho biết, mùa nước nổi, làng nghề chỉ tập trung đóng hai loại xuồng, đó là xuồng cui và xuồng Cần Thơ, để phục vụ cho việc đánh bắt thủy sản ở các tỉnh đầu nguồn. Cái số lượng mình đóng cho lái nó đi chở các tỉnh thì nó nhiều hơn năm rồi gấp đôi. Loại xuồng thì nó về các tỉnh như An Giang, Kiên Giang, rồi Cà Mau, đồ dài dài dưới miệt dưới, miệt thứ đó. Còn cái loại ghe tâm bán thì chở về bên Bến Tre. Lũ về, không chỉ nghề ghe xuồng mà nhiều làng nghề truyền thống khác cũng sống lại. Nhiều hộ sản xuất ăn nên làm ra. Thời điểm này, làng nghề đang lợp cua ở xã Bình Thành, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũng trong không khí sản xuất khẩn trương hơn. Làng nghề truyền thống đang lợp cua có gần 100 hộ với hơn 300 lao động sản xuất quanh năm, nhưng tập trung cao điểm nhất vào đầu mùa lũ. Bà con cho biết năm nay, ngoài cung cấp sản phẩm cho thị trường Campuchia, thì nhu cầu thị trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng khoảng 50% so với năm ngoái. Kiểu mình làm thì có mối mình lỡ lấy thôi. Lấy hoài vậy chứ khỏi đặt. Làm để trong nhà vậy đó thì tới ai lỡ mua thì bán. Mùa nước thì sống được. Mình làm thì nếu làm nhà thì nó đỡ. Tùy theo chủ quen thì mình để giá 22, còn như là lạ, mối lạ lấy thì được 45. Tùy theo mối mình bán vậy đó. Những làng nghề sống nhờ vào con nước và nghề đánh bắt thủy sản ở miền Tây cũng đang từng bước chuyển mình trong tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp hơn. Năm nay, lũ về sớm nên làng nghề có sức sống hơn trước. Nhưng bà con làng nghề cũng đã chuẩn bị để không còn phụ thuộc tất cả vào mùa nước nổi, như việc đi vào khai thác du lịch để hút khách trong và ngoài nước. Không khí các làng nghề miền Tây những ngày này đang sôi động hơn. Còn nước về giúp sản xuất ổn định, góp phần tạo được công ăn việc làm cho lao động nông nhàn, cải thiện đời sống cho các hộ gia đình. Qua đó cũng duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, gắn với hóa sông nước của miền Tây Nam Bộ.